Hello anh em, chào mừng năm chào anh em đến với tựa game Meta Sloom. Và hiện tại mình đang ở bên server China. Anh em thấy quả nhạc bên này hay không? Đúng không? Nó có một quả nhạc nền hay nhỉ? Không biết bao giờ server Việt Nam chúng ta sẽ cập nhật cái quả nhạc nền nó hay như thế này. Một quả nhạc nền rất không khí Tết và rộn ràng nha anh em nhé. Thì tại sao hôm nay mình lại chạy sang server China này thì vừa có một cái thông tin nó là đổi lại anh em. Đây, mình sẽ review lại, lâu lại nhảy vào review cho anh em xem một vài cái event hoạt động hot ở bên server China. Đây, những cái hoạt động này bán thì nó khá cơ bản classic, nó y hệt như bên server chúng ta mà thôi. Nó bán cuốc đúng không, mảnh nhân vật, rồi rất nhiều thứ anh em thể nhìn thấy đúng không, rất nhiều thứ anh em thể mua được ở trong server China này. Nhưng mà quan trọng đây này, đây mình muốn cho các bạn xem cái này. Ngày hôm nay thì mình cho các bạn xem cái này, đó là sự xuất hiện của cái này không biết là gọi là cái gì. Một lão già chơi game không biết là do cái ác này của mình lâu lâu nó mới vào nên là cái quà quay trở lại hay là cái gì đấy nhá. Anh em thể nhìn thấy đây nhá, bán với giá là chỉ chúng ta không quan trọng là chúng ta có gì nhỉ, ruby để mua hay không thôi. Đây, 638 ruby, 1248, 968, 968, 150, rất nhiều thứ đúng không? Không biết có phải là do cái app này lâu lâu mới chơi nhỉ, nó đây là cái gói quà quay trở lại dành cho cựu binh hay không nhá anh em nhá. Rất nhiều nhá, mà rất rẻ đúng không? Tính ra những cái giá của nó thì cực kỳ rẻ so với cái giá mà chúng ta mua nhá anh em nhá. Nhưng quan trọng ở đây này, quan trọng ở đây này, anh em thể nhìn thấy này. Đây, đây là một cái khẩu súng ở cái mùa season 3, súng lửa, súng boomerang của season 3 anh em nhá. Nó đang ở trong trạng thái thức tỉnh vũ khí và bây giờ nó thức tỉnh vũ khí theo một cái hình thức mới. Anh em để ý này, mình sẽ tắt cái mặt mình đi cho anh em dễ nhìn này. Đó, anh em nhìn đâu? Đây nhá, đây có hai khẩu để thức tỉnh vũ khí này. Anh em thì nhìn thấy thức tỉnh vũ khí ở bên chúng ta nó vẫn chỉ là một lần cầu nguyện thần đèn này. Đây ví dụ mình cầu nguyện thần đèn một phát này. Đó, mình ấn cầu nguyện thần đèn một phát này anh em nhá. Đó, nó xác suất thì vẫn ra quả, vẫn có bạo kích và vẫn như mọi khi. Đấy, phát này không có bạo kích. Đấy, đây anh em có thể dùng cầu nguyện 9 lần hoặc 10 lần anh em nhé. Đây, 9 lần là 10 lần. Đây, ví dụ 9 lần là tối 1698. Nhưng mà không biết là cái vòng nó như thế nào nhé. Đây, quà nó đây nhé anh em nhé. Đây, nó đã đổi lại. Nó đổi lại rồi, nó không hiện cái quà ở trên đây để chúng ta biết là ví dụ như bên sèo Việt Nam chúng ta, đúng không? Nó sẽ có 3 cái ở trên cùng này. Nó sẽ có 3 cái ở trên cùng để chúng ta biết là nhận được khi mà quay 8 vòng ấy, đúng không? Quay anh em nói như nào nhỉ? Tại không có Việt Nam chúng ta ở đây nên là hơi khó nói. Ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ quay nó kiểu khác, ở bên server Trung Quốc nó quay kiểu khác rồi anh em nhá. Đó anh em thể hình dung là bên Việt Nam chúng ta ví dụ như quay khẩu này đi nha anh em nhá, thì nó sẽ có 3 phần thưởng ấy. Lúc nào cũng có 3 phần thưởng, đầu tiên là cuốc này, đùi gà này, sau đó mới đến cái cuốc đùi gà, sau đó mới đến cái nguyên liệu để thức tỉnh vũ khí này lên. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó khác rồi, bây giờ nó thêm anh em nhìn thấy nhé, bây giờ nó còn thêm được cả mảnh ở đây nhé. Có nghe chúng ta phải đạt được, bình thường nó chỉ có 3 cái thôi, nhưng mà đây có 4 cái này, đùi gà này, cuốc này, sau đó đến mảnh vũ khí này, sau đó đến cái nguyên liệu để thức tỉnh vũ khí, đúng không anh em? Đây là mới một khẩu vũ khí cam nhé, còn vũ khí còn khi mà lên vũ khí S này anh em này, đây là khẩu S này anh em nhé. Khẩu S thì anh em nhìn này, nó cũng có này, nhưng mà nó có tận 6 cái ô phần thưởng liền. Đây, đầu tiên này là cái lõi nâng cấp kệ này, lõi nâng cấp kệ này. Tiếp theo là chúng ta đến cuốc này, sau đó cuốc nữa này, sau đó đến mảnh của vũ khí này này, sau đó đến mảnh của vũ khí này này, sau đó thì mới đến cái này. Và cái này thì quay bắt buộc anh em phải quay thức tỉnh vũ khí S thì bắt buộc anh em phải quay bằng cái vé cầu nguyện này. Đây anh em nhìn thấy nhá, phát đầu cũng miễn phí nhá. Đó, phát đầu cũng miễn phí này. Phát đầu cũng là miễn phí này. Đó, vẫn có tỷ lệ bạo kích nha anh em nhá. Ấy, nhận được hai mảnh Lina này. Đấy, đây phần thưởng nó đây anh em thì nhìn thấy này. Phần thưởng đây, đó là vàng này, mảnh nhân vật và nguyên liệu ắp súng. Đó, tiếp theo là anh em thể quay một lần 42 và 8 lần là 336. Đó, quay thì nó sẽ không có phần thưởng ở trên này, ở trên góc trái của bên này nữa, nó đổi lại. Nó đổi lại thì mình không biết là cái này lời hay lỗ, nhưng khả năng là lỗ nha anh em. Nó đổi lại cái phong cách thức tỉnh vũ khí này thì khả năng là chúng ta sẽ bị lỗ. Nó không đơn giản như kiểu thức tỉnh vũ khí cũ nữa anh em ạ, đúng không? Ở bên chúng ta vẫn là thức tỉnh vũ khí cũ, nhưng bên này nó thức tỉnh vũ khí kiểu mới rồi. Nó thức tỉnh vũ khí kiểu mới rồi. Đó. Thì đây là thức tỉnh vũ khí của hai cái khẩu này, là hai khẩu súng đặc trưng. Nó giống như kiểu khẩu laser ở phiên bản Việt Nam chúng ta. Laser đang bán như thế nào thì hai khẩu này ở bên server Trung Quốc nó cũng đang bán như vậy, vì đây là súng của mùa 3 anh em nhé, súng lửa của mùa 3. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây là khẩu cùi này, đây là khẩu xịn đúng không? Đây, khẩu cùi của nó đây anh em. Đây khẩu cùi của nó đây. Đó, đây là khẩu súng gọi là gì nhỉ? Sử thi à? À đâu?
hiếm phải sử thi huyền thoại. Ở đây là khẩu sử thi anh em này, nhìn khẩu này nhìn cùi nhở. Nhìn nó chưa thức tỉnh, nhìn cùi thật sự nha anh em nhá, chả có hiệu ứng gì cả. Đây nhìn rất cùi, rất phèn nha anh em nhá. Đây rất cùi rất phèn, và đây là cái cách nó bắn ra này anh em. Đấy đó, anh em nhìn không, cái khẩu này khẩu lửa của season 3. Khẩu này thì nó là meta của season 3 đấy anh em nhá. Anh em nhìn không, đấy phong cách bắn của nó là như vậy. Khi thức tỉnh vũ khí lên thì nó còn đẹp đẹp một tí nha anh em nhá. Đây là hiệu ứng thức tỉnh vũ khí này anh em. Anh em nhìn không, sau mấy phát bắn thì nó sẽ có một phát quay trở lại, anh em có thể hình dung ra được đó. Anh em nhìn không, có mấy phát bắn, sau mấy phát bắn nó sẽ có một phát quay trở lại thì phải. Cái này thì chúng ta phải dịch chi tiết mà chúng ta mới biết được. Còn đây là nhìn hoạt ảnh cơ bản classic, anh em có thể đoán được mà thôi. Tiếp theo này, đây là khẩu sử thi nha anh em nhé. Sau đó đến khẩu huyền thoại này. Khẩu huyền thoại này anh em này. Đây khẩu huyền thoại đây. Đây khẩu huyền thoại nó đây. Lúc đầu nhìn rất đẹp. Đấy anh em nhìn không, nó có thêm hiệu ứng hồng hồng đỏ đỏ đúng không? Nó không bị chống chọi ở mấy cái hồng hồng đỏ đỏ này, nhìn nó đẹp hơn cái khẩu kia rất nhiều. Khẩu kia nhìn rất mẹ mày xấu đúng không? Rất xấu và nhìn rất thô, cái khẩu này nhìn nó còn đẹp này. Đây là chưa thức tỉnh vũ khí nha anh em nhé. Đây. Đây là cách bắn của nó chưa thức tỉnh vũ khí này, bắn đi và có quay lại luôn. Nó không phải tốn thời gian quay lại phải kích hoạt thức tỉnh lên như khẩu kia mới quay lại. Khẩu này quay lại luôn anh em nhé. Nó giống như cái boomerang vậy. Nên là khẩu này anh em gọi là khẩu boomerang là như vậy. Boomerang hay là gọi là gì? Boomerang thì đúng hơn nhé. Chính xác gọi tên nó là cái gì mình quên rồi. Nhưng mà cái mà người ta hay ném phêu quá xong nó quay trở lại như này này anh em. Đấy gọi là boomerang. Hay là gọi gì thì mình không biết nữa nha anh em nhé. Gọi như vậy. Đây là chưa thức tỉnh vũ khí nhá. Đó. Còn khi thức tỉnh vũ khí lên anh em nhìn này, nó sẽ có một hiệu ứng khác anh em nhìn thấy. Đó. Khi thức tỉnh vũ khí lên này. Khi thức tỉnh vũ khí đấy, nó bắn ra một loạt đạn theo đuổi nữa anh em. Một loạt đạn đuổi nữa kiểu ủa. Nào, đấy chưa? Nó bắn ra một loạt đạn đuổi nữa kìa anh em, thấy không? Đấy, một đạn loạt, cái này không biết bao nhiêu tia nhỉ? Bao nhiêu tia theo đuổi mục tiêu nữa, đúng không? Đấy, xề không, phê không? Súng của mùa 3 đấy, súng của mùa 3 và season của mùa 3 đấy. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cái ác của mình do season mùa 2 này mình không lấy gì nhỉ? Mình không lấy Esender này, không lấy laser là thật sự là một sai lầm anh em ạ. Nên là bây giờ, nên là cái clip mà hôm clip mà mình mà có quay lại, hiện tại đang có quay Esender anh em, đang có quay Esender mình không quay vì mình đang có 48/50 mảnh thì mình không quay. Mình để dành lại anh em nhá. Vì xác định là không chơi kịp nữa rồi. Bây giờ các bạn có lấy Esender nó không kịp nữa. Lấy Esender các bạn phải ít nhất phải cho nó nâng cấp bậc của nó lên là một này, thứ hai là các bạn phải có laser cho nó. Nhưng mà thời điểm hiện tại này nó quá muộn này, đúng không? Ít nhất chúng ta đến cuối mùa 2 này. Chúng ta đang ở cuối mùa 2 này, giai đoạn 7, giai đoạn 8 ở trong khai nước vực sâu rồi. Cho nên nó không kịp nữa. Nên là đó lý do tại sao mình không lấy Esender thời điểm hiện tại ở trong cái arc ở server Việt Nam của mình, mà chúng ta sẽ chờ luôn đến season 3 anh em nhá. Chúng ta chờ luôn đến season 3 để lấy cái khẩu súng này. Để lấy khẩu boomerang này anh em nhá. Khẩu lửa, khẩu này là khẩu súng lửa anh em nhá. Đây, khẩu này là khẩu lửa boomerang. Không biết tên chính xác của nó là gì đâu, nhưng mình cứ gọi là khẩu boomerang anh em có thể hình dung là như vậy. Với hai nữa là thêm một nhân vật nữa để nó phù hợp với khẩu này thì anh em biết rồi. Mùa này là của nhân vật Emily nha anh em nhá, công chúa Emily. Đây. Công chúa Emily các bạn có thể nhìn thấy. Đây. Mùa 3 là mùa của công chúa Emily. Anh em có thể nhìn thấy. Đây. Công chúa Emily. Chắc anh em không lạ lẫm gì công chúa Emily ấy nữa. Mình đã từng review cho các bạn xem. Hiện tại công chúa Emily có một bộ skin thì nó phải là siêu đẹp. Đây mới chính xác là thần long tỷ tỷ chắc. Không biết là về Việt Nam VNG sẽ gọi là cái gì nữa. Đây cũng là một bộ công chúa Emily này. Nhưng mà thời điểm ở về Việt Nam thì có lẽ là cái bộ này nó lại không hợp nữa anh em hiểu không? Vì cái bộ này là cái bộ ra mắt ở cái thời điểm mà Emily xuất hiện ở bên xem ở Trung Quốc anh em nhá. Một cái bộ này thì không biết là nó kinh khủng như nào anh em. Cái bộ này nó không đơn giản đâu anh em. Bộ này là bộ siêu siêu đặc biệt. Tại sao mình nói là bộ này là bộ siêu siêu đặc biệt của server China nên anh em, vì bộ này là bộ couple, bộ đôi, bộ dạng như kiểu couple ấy, bộ đôi với cái con này thì phải. Đây này. Không phải con này à? Nhưng không biết là như tại sao lại có hai nhân vật thì anh em biết không, biết là hai chị em nhá. Quan trọng là anh em này. Tất cả những trang bị, tất cả những trang phục nhá. Đây mình sẽ tắt cái mặt mình đi anh em nhìn. Tất cả những trang phục không bao giờ có thêm hiệu ứng nữa, nhưng mà riêng này, anh em nhìn này, anh em nhìn thấy hiệu ứng của bộ trang phục đấy không? Cộng 500 cái gì đó và cộng 2500 cái gì đó. Có lẽ là cộng 500 công và 2500 HP thì phải, thì không biết chính xác nó là cái gì nhá. Đấy, có thể đổi hình rồng được anh em nhá. Đấy, ở đây không có rồng này. Anh em có thể mua thêm cả hiệu ứng con rồng này vào này. Nhìn này, kích vào con rồng nhá. Nhìn này, hai khẩu súng, hai con rồng nó sẽ thay đổi hai bên này. Ấy anh em nhìn thấy không? Nó đẹp thật sự. Và cái bộ này là bộ dành cho Tết Nguyên Đán của cái năm vừa rồi ấy. Nhưng mà đến lúc mà công chúa Emily ra mắt thì cái bộ này có lẽ nó thành xấu rồi anh em ạ. Anh em hiểu không? Vì nó không hợp thời điểm. Thời điểm mà bộ công chúa Emily này nó ra mắt ấy, đúng không?
mình cứ gọi là Thần Long Tỷ Tỷ đi. Bộ này ra mắt ở bên Sega Trung Quốc thì nó đúng vào dịp Tết Nguyên Đán thì nó hợp, anh em hiểu không? Thì ai thích thì nó đúng thời điểm, đúng không? Đúng thời điểm Tết này. Nhưng mà chúng ta thì nó lại muộn sau hơn mất tầm khoảng mấy tháng. Nên là khi mà cái Emily này ra mắt thì chúng ta đã qua Tết rất lâu rồi, đúng không? Khi mà Emily qua ra mắt thì ít nhất là chúng ta phải qua Tết được tầm khoảng 2-3 tháng rồi. Cho nên là bộ này nó lại có lẽ nó không hợp thời điểm nó ra mắt ở Việt Nam rồi. Nhưng mà nó rất mạnh nhỉ. Bộ này đây là bộ đặc biệt, bộ đầu tiên mà nó có sở hữu thêm cả chỉ số nhá. Do mình chưa dịch nên mình chưa biết như nào nhỉ. Anh em có thể hình dung, nhìn lờ mờ anh em có thể đoán được chắc chắn là nó có thêm chỉ số cộng thêm, đúng không? Chắc chắn là nó có sẽ có thêm chỉ số cộng thêm nha anh em nhá. Đâu, 500 và 2500 này, kích hoạt cần điều kiện, kích hoạt cái gì thì mình không biết. Có lẽ là do kích hoạt hai con rồng này chắc, đúng không? Đây anh em để ý nhá, tất cả những nhân vật mà có trang phục nhá. Đây anh em nhìn nhá. Đấy, có lẽ đi với Lily nhỉ. Đây nhá. Đây cũng là một bộ mà liên quan đến công chúa Emily này, Lily và Emily. Đấy, bộ đôi này anh em này. Anh em nhìn bộ đôi không? Rất đẹp nhá. Bộ này thì không có chỉ số gì nhá. Hay anh em nhìn này. Gì nhỉ? Đây là dâu này, cũng có cộng chỉ số ở đâu nhỉ? Không có bất kỳ một cái chỉ số nó cộng thêm anh em nhé. Nhưng mà riêng cái bộ công chúa Emily thì lại cộng thêm. Đó. Nên là mùa 3 là mùa cực kỳ hot dành cho công chúa Emily nha anh em nhé. Hả? Cực kỳ hot dành cho công chúa Emily. Chắc không có gì thay đổi về công chúa Emily. Anh em nào đang lỡ như mình nhỉ? Thật sự những anh em nào đang lỡ như mình không anh em nào đang lỡ mà không chơi ấy. Anh em nào đang lỡ mà không chơi được không chơi được với dâu ấy, đúng không? Không chơi được với không chơi được với Ascender, không chơi được với dâu thì anh em có thể chờ season 3 chúng ta sẽ chơi với công chúa Emily và Lily nha anh em nhá. Hai nhân vật này sẽ đi với nhau. Nhân vật chính sẽ là đây, nhân vật chính sẽ là công chúa Emily. Đây, nhân vật chính của chúng ta sẽ là công chúa Emily. Bộ 3 của season 13 mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn hình dung là đây. AD nam chính của chúng ta sẽ là công chúa Emily đến từ vương quốc cái gì đó không biết. Tiếp theo là đến clone của tiến sĩ Vegapunk, đó là Lily nhỉ nhá. Anh em nào theo dõi One Piece thì biết đây là Lily nhá. Đây là clone của Vegapunk, đúng không? Vegapun đấy, của trong One Piece, vua hải tặc đấy, đúng không? Đấy, One Piece của Luffy đấy, thì đây là clone của Vegapunk, đó là Lily nhỉ nhá. Lily TH đấy. Đấy, mùa 3 nó sẽ là như vậy. Mình nghĩ là anh em cũng nên chờ như mình mà thôi, đúng không? Anh em nào lỗi thì nên chờ. Ok, clip này đấy mình chỉ giới thiệu cho các bạn về cái cách thức thay đổi của cái gì nhỉ? Quay ấy. Cách thức thay đổi về cái gì nhỉ? Cách thức thay đổi của cái quay vũ khí ấy nha anh em nhá. Cách thức thay đổi của gì nhỉ? Thức tỉnh vũ khí cùng với đó là hai nhân vật tiêu biểu đại diện trong mùa 3. Đó là công chúa Emily và Lily. Ok, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và thank you.